Giá tiêu hôm nay 13 tháng 12 năm 2024, đảo chiều giảm mạnh, nông dân vẫn hướng tới sản xuất bền vững. Ngày 13 tháng 12, giá tiêu trong nước giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên kg, giao động trung bình ở mức 144.600 đồng trên kg. Dù giảm giá, nông dân tại các vùng trồng lớn vẫn đẩy mạnh mô hình sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị xuất khẩu. Giá tiêu trong nước quay đầu giảm. Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay giảm mạnh tại hầu hết các địa phương. Tại khu vực Tây Nguyên, Giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 2.000 đồng trên kg, xuống còn 145.000 đồng trên kg. Tương tự tại Đắk Nông, giá cũng giảm 2.000 đồng trên kg, đạt 145.200 đồng trên kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất 2.000 đồng trên kg, hiện chỉ còn 143.000 đồng trên kg, mức thấp nhất trong các vùng trồng tiêu chính. Tại Đông Nam Bộ, giá tiêu tại Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai cùng giảm 1.000 đồng trên kg, xuống còn 145.000 đồng trên kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Bình Phước không thay đổi, duy trì ở mức 145.000 đồng trên kg. Dù giá giảm, mô hình sản xuất bền vững vẫn là hướng đi chính cho ngành hồ tiêu. Tại Đắk Nông, nhiều nông dân đã tiên phong áp dụng mô hình trồng tiêu hữu cơ, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Hướng đi này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mà còn giúp giảm phát thải ròng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam. Đắk Nông đặt mục tiêu duy trì diện tích hồ tiêu ở mức 34.000 ha vào năm 2025, với sản lượng dự kiến đạt 73.000 tấn mỗi vụ. Đến năm 2030, diện tích có thể giảm nhẹ còn 33.600 ha, nhưng năng suất vẫn ổn định ở mức trên 73.000 tấn trên vụ. Địa phương này đang phát triển 4 vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao, tập trung trên diện tích 3.049 ha. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IPC kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang của Indonesia đạt 6.822 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,19%. Giá tiêu trắng Mun Tốc đạt 9.115 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,2%. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.250 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,4%. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.200 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giữ ở mức cao, giao dịch ở 6.300 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 gram trên lờ loại 550 g trên lờ mức 6.600 đô la Mỹ trên tấn, giá tiêu trắng ở mức 9.400 đô la Mỹ trên tấn.